2 3 4 khép hén lại không chết nè. Dễ gì Đức Batigon phối hợp một chạm với Tuấn Bi. Cơ hội có khoảng trống bên cánh phải nè, đường cho khe rất tốt nhưng mình không theo kịp rồi. Nhận bóng quay lên trả về tuyến 2, dứt điểm sau kim a bằng hai chân của thủ môn. Trời ơi tiếc quá. Ấy đi đâu đấy, đi vào phía bên trong đường biên nè con ơi. Tôi là Thi Freestyle. Ngày thứ ba trong hành trình 4 ngày 3 đêm tại Hà Nội, mình có buổi tập cùng MUVN lúc 14 giờ trưa. Ra ngay thời điểm mà Hà Nội lạnh băng xác nên buổi trưa không có miếng nắng nào luôn. Ở sân bên cạnh thì đang diễn ra một cái giải đấu nên hiện trường clip này khá ồn. Mình buộc phải làm voice up dẫn từ đầu đến cuối. Anh em thích kiểu làm này không? Comment cho mình biết với nhé. MUVN FC sẽ có trận đấu tại giải hạng nhì HBL cũng vào lúc 14 giờ nên cả đội phải tập luyện đúng cái giấc này để cho quen với lại thời gian thi đấu, đồng bộ hóa thể chất lẫn tinh thần, xây dựng thói quen và tối ưu được hiệu suất trên sân. Ai đây? Đây là Linh Mail, quản lý điều hành đội MUVN FC, cũng là một fan cuồng của Quỷ Đỏ thành Manchester. Sau khi chạy mấy vòng sân xong, anh em chia tổ đá ma 5v2, một chạm và được hai chạm xen kẽ ở giữa. 5 7 Tổ của mình đá ma bên đây có Sĩ Hà, Hữu Bắc, Thịnh Báo, Đức Batigon, Kim Messi và bàn thủ môn xin thử việc tại MUVN FC số 25 này mình chưa biết tên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 giả mèn đá cho banh lên đến cuốn họng luôn. Đá gây ngực luôn trời ơi. 2 3 4 khép hén lại không chết nè. Dễ gì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Khổ quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tay. À, vừa đủ hai chạm luôn. Chết pha lại cái cho khỏi cãi nè. Ngay tay rõ ràng nha Đức Batigon. 13, 14, 15. 1, 2. Trời ơi đá vậy sao dám cụm đầu. Cắt bóng nè. 1, 2, 3. Trời ơi khó quá vậy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hai ba bốn năm sáu bảy, sao cứ đưa khó cho tôi hoài vậy? Nhưng mà không sao, vẫn thoát được. Trời ơi, một hai ba bốn năm, gãy nè, nhá một cái Thịnh Báo nằm một đống luôn. Dứt bóng lên, around the world, outside. Nãy giờ anh em tụi tôi đá ma vui quá trời luôn. Cái đá ma này giúp cải thiện kỹ năng truyền bóng nhỏ, ít chạm, có đối kháng. Đánh rỗi anh em cứ lấy ra giật nhé. Trình truyền bóng của anh em sẽ lên chóng mặt luôn đó. Và đây là phần tiếp theo của buổi tập. Mình sẽ truyền bóng chính xác cự ly 20m cho đồng đội ở phía xa trước mặt. Sau đó chạy qua các marker, nhảy qua hàng rào, rồi đến vị trí phía trên kia, đợi được truyền từ đồng đội. Ở đây, đỡ bóng một chạm qua marker màu cam này, rồi đá chéo xuống đáy biên. Di chuyển đến cái marker xanh này. Trong đúng không anh? Ây da, nãy giờ không biết. Anh Minh vừa bảo là đá vào phía bên trong cái marker xanh. Ok. Đồng đội ở đáy biên nhận bóng, trả về cho mình sẽ truyền về vị trí ban đầu. Còn bây giờ, mình đang ở vị trí đáy biên, nhận bóng, trả về cho đồng đội. Xem như tình huống này là tình huống trả về cho đồng đội dứt điểm vào khung thành. Kết thúc vòng tua lần thứ nhất rồi và bây giờ là vòng thứ hai. Anh em tập luyện bài bản dữ, tất cả mọi người đều làm rất gọn gàng, nhẹ nhàng.
nhận bóng qua marker, thả đáy, di chuyển vào vị trí số 19 vừa rời đi. Ở giữa đây này, mình làm động tác giống như giữa, từ giữa rồi xin bóng nè. Rồi, ok. À rồi, động tác giả hả? Làm luôn nè. Mấy cái động tác giả kiểu này, ai ăn tập futsal đều biết hết nha anh em. Trả về cho Thịnh báo, dứt điểm, vô luôn, ghê thiệt. Cứ có cam là cái mọi người căng thế. Ok, giờ thì đi tiếp vòng thứ 3. Làm động tác giả trước khi nhận bóng nè. Ở đây, làm động tác giả cái luôn. Đơn giản quá phải không anh em? Mọi người tự giác nâng độ khó của bài tập lên bằng cách chuyền bóng. Bây giờ anh Minh sẽ chia đội thành hai team thi đấu thật. Nhưng mà thi đấu nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là lấy cảm giác bóng, giữ sức để mà chiến giải. Hôm nay mà tập căng là mai khỏi đá luôn đó. À quên, ai quan tâm cái vớ giống mình thì link cho phần mô tả. Team áo bít xanh lá, mình thấy có Thế Anh, Hữu Bắc, Sĩ Hà. Còn một số cầu thì mình không biết tên. Bên này thì có Đức Batigon, Hoàng Long, Tuấn Bi, Việt Hoàng, thủ môn Thịnh Báo. Đường chọt khe rất tốt cho Tuấn Bi. Không vào. Vừa mới bắt đầu thì có một bé đang đứng ở ngay đây. Trợ lý Sang Võ liền ra đứng chắn lại, tránh cho việc bóng bay trúng cô bé. Hữu Bắc qua người hay. Dứt điểm chân trái hơi cao. Ấy ấy ấy, đi đâu đấy? Đi vào phía bên trong đường biên nè con ơi. Ok. Đường chuyền tốt của Thịnh Báo. Tuấn Bi bước 1-2. Dứt điểm không vào. Đang đá thì có quả bóng thứ hai văng vào. Cái này là chuyện hàng ngày ở ngoài này. Đức Batigon tiền đạo mà lùi sâu dữ. Dứt điểm hơi nhẹ. Sĩ Hà chân trái dắt bóng tốc độ, vô tình qua luôn, cơ hội không vào. Vừa rồi là một pha phản xạ rất tốt của thủ môn Thịnh Báo. Ô là là, ban bật hay quá. Chân trái, thêm một pha cản phá nữa của thủ môn Thịnh Báo. Và cơ hội phản công nhanh đây rồi. Hành lang cánh phải rất chống chải. Tuấn Bi đang giật về tuyến 2. Dứt điểm không vào. Pha di chuyển và dứt điểm rất tốt của Tuấn Bi. Rất tiếc là vẫn chưa có bàn thắng cho cầu thủ đã từng ăn tập ở lò Viettel này. Tiếp tục là phản công. Đức Batigon đối đầu 1-1. Rất kỹ thuật, chân phải không vào. Ây da, những pha phối hợp hơi khó hiểu từ các cầu thủ áo xanh đậm. Việt Hoàng đường chuyền rất tốt, nhưng thủ môn đã ra kịp thời. Đức Batigon phối hợp một chạm với Tuấn Bi. Cơ hội. Một pha phối hợp rất hay. Rất tiếc là cú đá cuối cùng là bắn chim. Ok, vô sân nè, vô sân nè. Đã tiền đạo bên phe áo xanh lá đậm nha anh em. Ô là là, bóng nảy nảy khó chịu quá. Kiểm soát bóng, quay về tổ chức lại. Đâu anh? Nhận bóng quay lên,
Chuyền xong làm động tác giả quay về. Chà chà, skill gì vậy Tuấn Bi? Chọt khe, không thành công, quyết định wrestling luôn. Vô tình thành tình huống 3 đấu 1. Vẫn chưa có cú dứt điểm. Cơ hội, không vào. Một chạm. Đường chuyền sâu kim không thành công. Cắt bóng luôn. Và bây giờ là Tuấn Bi. Có khoảng trống bên cánh phải nè. Đường cho khe rất tốt. Nhưng mình không theo kịp rồi. Liên tục là những đường ban bật của mình với Tuấn Bi. Thả đấy. Trở về tiếng 2, dứt điểm chân trái. Hơi da, chân nghịch nên suốt kém quá. Dứt điểm luôn đi Long ơi. Quyết định quay về, đã an toàn. Quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Không có ai, nhận bóng quay lên. Trọng biên, trọng biên, trọng biên. Ây da, pha giật gót của Tuấn Bi đã bị bóc bài. Phản công cho cao thủ Orbit. Thế Anh. Ô là là, cơ hội 4 đấu 1. Nhận bóng quay lên, trả về tuyến 2. Dứt điểm sau kim, A bằng hai chân của thủ môn. Trời ơi, tiếc quá. Vẫn còn. Nhận bóng ở đấy, thả tuyến 2 cho Tuấn Bi, không được rồi. Cơ hội phản công ngược lại cho các thủ áo biết. Thịnh Báo đã xuất tướng rồi. Không vào. Một chạm cho Xuân Bình. Thế Anh đã kiểm soát được bóng. Thể hình to quá, kiểm soát tốt. Trời ơi, ở đâu ra thêm trái banh nữa vậy? Xuyết tí thì lộn banh. Việt Hoàng lên bóng tốc độ. Thấy ai cũng bí nên đành phải quay về. Đối đầu Kim Messi. Tính sâu kim hả? Đâu có dễ. Và ném bóng phản công rất nhanh của Thịnh Báo. Cơ hội đối diện thủ môn. Dứt điểm qua hai chân, không được rồi. Trời ơi, dắt bành về tới nhà luôn. Quá tốc độ. Pha này thì tôi hít khói anh em ơi. Pha cắt bóng tốt của Xuân Bình. Sử dụng tốc độ. Tân bóng qua đầu. Ây da, hết biên luôn. Và đây là pha bóng cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Phút này mệt quá rồi. Chân trái bủng rủng nên không vớt được trái banh cuối đó để dứt điểm. Anh em nhìn thấy cái mặt tôi lúc này không? Sắp xỉu rồi đó. Bây giờ thì căn cơ thư giãn cuối trận. Chưa vào sân rồi anh ơi. Anh dạy học thằng nào mà nhuộm tóc là anh đuổi ra khỏi lớp. Bỏ nhờ. Chém luôn mà. Anh chém luôn ra đây bữa giờ uống bia nhiều quá, đá không nổi. Ngón chân bây giờ có dấu hiệu phát gút luôn rồi. Hơi da, chắc giải nghệ quá. Ok, cuối trận, anh Minh phổ biến những thứ cần thiết cho trận đấu vào ngày mai. Có tiệp hôm nay vắng, nên anh Minh đứng cót luôn. Chuyện này là chuyện hàng ngày anh Minh làm riết cũng quen rồi. Ok, kết thúc. Về thôi. Giờ thì tiếp tục ra quán thôi. Nó chưa đi ăn cái tối nay coi Village đồ. Rồi. Bây giờ đi xem Village đang có mặt tại sân vận động hàng đẩy. Đi coi với anh Minh. Đây là chiếc xe màu lưu động. Một trường quay thu nhỏ của đài truyền hình VTV nè. Sự trở lại của một biểu tượng. Đây là poster của câu bộ công an Hà Nội. Sao không thấy poster của câu bộ Viettel Thể Công ta? Woo!
Ở trong có bàn thắng nha anh em. Không biết câu bộ nào ghi bàn nữa. Và đây là poster của câu bộ Hà Nội FC. Dạ, có 3 đội ở sân hạng 7. Ngoài đây cảm nhận được không khí cùng nhiệt đấy. Lần đầu tiên coi V-League ở hạng 7, giờ tôi mới biết là đến sân trễ, cho dù có vé cũng bị nhốt ở ngoài nha anh em. Nãy có ông kia cò vé ở ngoài sân, bảo là giờ muốn vô là một người 50.000. Trời đất ơi là trời. Cuối cùng cũng đã vào rồi. Kỳ thiệt. Nhờ mối quan hệ của Sang Võ, Tuấn Bi nên đã vào sân được rồi nha anh em. Anh em cảm nhận được không khí cuồng nhiệt của sân hàng đẩy hay không? Comment một phát đi nha. Đây là toilet nè cả nhà ơi. Đây là sau một hồi lây hoay đi WC và quay tùm lum tà la, cũng kiếm được một vị trí ổn áp để ngồi xem nha. Tận hưởng trận đấu thôi, let's go. Ê chà chà, Viettel 2, Công an Hà Nội 0. Nhìn khán đài bên kia là biết đội chủ nhà là Viettel rồi nha anh em. Một năm diễn ra đến 6 trận derby tại hàng đẩy, giả man. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-0 nghiêng về Viettel. Quang Hải làm đầu tác giả, cú dứt điểm của Văn Thanh không vào. Thêm một pha đá phạt nữa, đứng trước bóng vẫn là Văn Thanh. Lần này thì quyết định dứt điểm góc gần, nhưng đã bị thủ môn bắt bài. Kết thúc trận đấu, Viettel giành chiến thắng 3-0 trước cao thủ Công an Hà Nội. Hello, ngày cuối ở Hà Nội. Đang có mặt tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sân này che lại rồi. Dù đội tập luyện thì không ai thấy được, không ai xem được. Bây giờ là đường vô sân trong kia. Trong đó đang chào cờ, đang diễn ra giải hạng nhì HBL. Mọi người tới sân trước rồi, sáng giờ đi chơi, đi Hồ Gươm, Hồ Tây, đi nhà thờ lớn, kẹt xe bánh xác ngoài phố luôn. Không có quay, kẹt hơn Sài Gòn luôn. Như đây là sân, sân này vào rồi. Được ra đây làm event của Red Bull đó, được ghé qua sân này. Khúc bên kia kìa, sân của đội tuyển tập. Khúc bên này là cỏ tạo, à là có, mình có giật sân này luôn. Bên này sân tennis nè. Đợt em ra đây là em quay clip đâu ở sân bên kia chung với mấy anh em chương trình event Red Bull. Đá với Nick cũng là đá ở sân đó đúng không? Đá với Nick gặp Hòa Bình rồi gặp nhiều anh em KOL ngoài này. Mình không biết mình vô đường nào. Đây là hướng Linh Anh. Linh Anh đây, mình lên khán đài. Đầu rồi thì vô thẳng vô cái này vô. Cái khán đài kia là Thái Sơn Bắc tập á. À, Thái Sơn Bắc đang tập trên kia là tập trên cao á.
bài thi đấu không, không. Đi có việc không? Anh Tùng về từ sáng này thôi. Đường vô sân. Xa lắc lơ luôn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà dĩ nhiên nó sẽ hơi rộng một tí. À, rồi. Đây, anh mình đang đứng cót đây. Cái sân bóng ở xa xa kia là chỗ mà đội tuyển Việt Nam thường hay tập luyện. Mình đã vào đó một lần rồi, cỏ đẹp lắm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam được đầu tư sân bãi rất đầy đủ và chỉnh chu. Còn ngay sau lưng chỗ mình ngồi nãy giờ là một sân bóng futsal, là sân tập của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc và câu lạc bộ futsal Hà Nội. Và có lẽ đây là một sân futsal hiếm hoi ở thủ đô. Phong trào đá futsal ngoài này chắc chắn là ít, vì đa số mọi người ngoài này đều đá phủi 7v7 cỏ nhân tạo như đội MUVN FC. À thôi, trở lại với đội MUVN cái nào. Trận này thì Văn Long ghi bàn quyết định giúp đội của chủ tịch mình chiến thắng 4-3 trước Quế Võ. Qua đó có 4 điểm sau 2 lượt trận vòng bảng tại giải hạng nhì HBL. Sau trận đấu này, MUVN FC có thêm 2 chiến thắng nữa và chính thức thăng hạng để chơi giải hạng nhất HBL năm nay. Chúc mừng MUVN FC và cùng chờ xem đội của chủ tịch Minh sẽ thi đấu như thế nào tại giải hạng nhất nha. À ha, giveaway cho anh em quan tâm đến bóng đá phủi của HBL đây. Anh em có cảm nhận như thế nào về FC MUVN này của chủ tịch Minh? Comment phát đi nào. Một set đồ tập luyện thi freestyle sẽ dành cho anh em nào có chia sẻ sâu sắc nhất. Ô la la, hành trình 4 ngày 3 đêm của mình tại Hà Nội đến đây cũng hết rồi. Hẹn anh em vào một hành trình khác và cả nhà nhớ like đăng ký kênh của Thi Thai cá nha. Một lít này. Gọi Monaco.